Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cặn sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cặn sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cặn sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên an tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ dân người. Đó là lời Chúa. Quý ông bà, anh chị em thân mến, con xin chia sẻ một chút về sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay. Tin mừng Thánh Gioan mà bài đọc con vừa mới công bố ghi lại 2 lần Chúa đã hiện ra với các tông đồ và các môn đệ thân tín của người. Lần đầu tiên, Chúa hiện ra vào ngày thứ nhất trong tuần với các môn đệ, nhưng lúc đó thì ông Tô-ma lại vắng mặt. Và 8 ngày sau, Chúa lại hiện ra một lần nữa. Lần này thì có đầy đủ tất cả, có sự hiện diện của cả ông Tô-ma nữa. Vậy tại sao Chúa lại hiện ra nhiều lần như vậy sau từ cõi chết trỗi dậy? Con suy nghĩ được 3 điều. Trước hết, Chúa phục sinh hiện ra với các tông đồ và các môn đệ là sự bình là lý do là vì sự bình an cho các ông. Thánh Gioan đã ghi lại 3 lần chúc bình an của Chúa Giê-xu cho các môn đệ: bình an cho anh em. Đối với các tông đồ và các môn đệ, trong lúc này ơn bình an thực sự là cần thiết hơn cả, vì các ông đang hoang mang sợ hãi, mất phương hướng sống vì cái chết của Thầy Giê-xu trên thập giá. Ơn bình an của Chúa ban cho các ông lúc này giúp cho các ông lấy lại được niềm tin, sự bình tĩnh và tình yêu đối với Thầy Giê-xu của mình. Điều thứ hai, đó là Chúa Giê-xu phục sinh hiện ra để ban cho các tông đồ ơn Chúa Thánh Thần và quyền tha tội. Quyền tha tội chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi. Đó là ơn tha thứ, là quà tặng nhưng không mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Khi trao tặng quyền tha tội, là Chúa Giê-xu muốn cho người đó được thông phần vào quyền năng và sứ mạng của Ngài. Không ai là xứng đáng, nhưng trên hết, đó là vì tình thương hải hà mà Chúa Giê-xu đã trao quyền tha tội cho các tông đồ để các ông có quyền đó trên những người tin vào Chúa. Điều thứ ba là Chúa Giê-xu muốn hiện ra để củng cố đức tin cho các tông đồ, nhất là cho ông Tô-ma, một người được xem là cứng lòng tin. Thánh Gioan đã kể lại rằng sau khi được các tông đồ và các môn đệ khác
nói là Chúa đã sống lại và hiện ra. Nhưng ông Tô-ma đã không tin. Và để nâng đỡ đức tin cho ông Tô-ma, Chúa Giê-xu đã hiện ra một lần nữa để củng cố niềm tin cho ông. Ngài đã nói với Tô-ma rằng: đưa tay ra mà đặt vào cặn sườn của thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Được thấy Chúa Giê-xu hiện ra và được yêu cầu làm điều mà ông hằng mong muốn. Nhưng lúc ấy Tô-ma đã làm gì? Ông chỉ biết thốt lên rằng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Khi suy niệm về bài phúc âm hôm nay, một vị bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật, ông đã nói rằng: lời kêu than của Thánh Tô-ma không chỉ là một lời tuyên xưng đức tin, mà đó còn là một lời sửng sốt bàng hoàng khi thấy bàn tay của Thầy Giê-xu của mình bị xé nát và những vết xích xẹo trên bàn tay ấy. Thánh Tô-ma đã thực sự nhận thức được sự đớn đau mà Chúa Giê-xu đã phải chịu treo trên thập giá. Và điều ấy vượt quá mức sự chịu đựng của Thánh Tô-ma. Cả con người ông thổn thức, run rẩy, xúc động. Rồi khi ấy, ông chẳng còn dám để đủ can đảm mà chọc ngón tay của ông vào bàn tay hay cặn sườn của Chúa nữa, mà khi ấy chỉ có thể thốt lên rằng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đó là một lời tuyên xưng đức tin ở mức độ cao nhất, chân xác nhất, sống động nhất mà các thánh sử tin mừng ghi lại. Quý ông bà, anh chị em thân mến, người ta thường nói Thánh Tô-ma tông đồ là bổn mạng của những người cứng lòng tin. Nhưng thực sự mỗi người Kitô hữu chúng ta phải biết ơn Thánh Tô-ma rất nhiều về thái độ cứng cỏi ấy. Nếu không có sự cứng cỏi của Thánh Tô-ma thì những con người duy lý thời nay có thể lý luận rằng tất cả những gì mà các thánh tông đồ viết lại chỉ là một sự hoang tưởng của những người môn đệ ít học. Nhưng với sự cứng cỏi của Thánh Tô-ma, người ta không dễ lập luận như thế nữa. Đồng thời bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể nhận ra rằng các lời chứng của các thánh tông đồ thật giá trị, nhất là khi các lời chứng ấy được viết tiếp bằng lời chứng ngang qua cuộc sống và chính cái chết của các tông đồ để làm chứng cho thầy của mình. Thánh Gregorio kẻ đã có lần nói rằng ngón tay đa nghi của Thánh Tô-ma đã trở nên ông thầy của toàn thế giới. Bàn tay đa nghi của Tô-ma đã dạy cho mọi người một sự thật chắc chắn rằng đó là Đức Giê-xu Ki-tô đã thực sự sống lại. Vâng, đó là điều xác tín của mỗi người chúng ta. Điều mà Pascal đã nói rằng đức tin không đến từ lý trí nhưng đến từ con tim. Quý ông bà, anh chị em thân mến, cảm nghiệm về sự phục sinh, niềm tin của Thánh Tô-ma thật gần gũi với mỗi người chúng ta. Vì chính bản thân của mỗi người chúng ta cũng có lẽ trong cuộc đời này lúc nào đó cũng phải trải qua những giây phút nghi nan như thế. Có người Kitô hữu nào chúng ta dám tự hào mình chưa một lần nào nao núng trong đức tin không? Trong cuộc sống này chẳng có lúc nào, một phút nào đó mà chúng ta không đặt vấn đề và nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhất là khi chúng ta phải đối diện với những đau khổ, nhất là khi phải chứng kiến những cảnh nghịch lý trong cuộc đời này, những mâu thuẫn vẫn xảy ra đây đó khắp mọi nơi. Tại sao kẻ gian ác thì lại sống phủ phê, còn người hiền lành đạo đức thì cứ mãi gian truân? Có Chúa hiện diện trong những đau khổ của cuộc đời của chúng ta hay không? Đó thật là những vấn đề muôn thuở của nhân sinh này. Hôm nay đây, chúng ta cũng hãy tự chất vấn mình rằng niềm tin của chúng ta đã để Chúa phục sinh biến đổi tâm hồn và cuộc đời của chúng ta như thế nào? Chúng ta có để Chúa phục sinh hiện diện trong cuộc đời của chúng ta không chỉ là trong mùa phục sinh, trong vài tuần ngắn ngủi mà thôi, nhưng là trong từng giây phút của cuộc đời của chúng ta hay không?
Chúng ta có làm gì để tình yêu của Chúa Kitô phục sinh được lớn lên trong cuộc đời của chúng ta? Quả thực, cuộc đời của chúng ta nếu không có Chúa thì chúng ta sẽ trở lại đường xưa lối cũ với bao mê lầm tội lỗi, với bao lần xưng tội nhưng vẫn cứ cái tội ấy phạm đi phạm lại mãi mà thôi. Nếu không có Chúa trong cuộc đời, không đặt Chúa là trọng tâm cuộc đời của mình, thì những nỗ lực cố gắng về đường thiêng liêng của chúng ta thật luống công vô ích. Quý ông bà, anh chị em thân mến, xin cho mỗi người chúng ta trong mùa phục sinh này nhận ra được sự bình an mà Thiên Chúa trao tặng. Lẽ dĩ nhiên, sự bình an ấy không chuẩn trước cho chúng ta khỏi những khó khăn, khổ cực, đau khổ trong cuộc đời này. Thế nhưng, niềm tin vào Chúa phục sinh giúp chúng ta đối diện với những khó khăn, thử thách ấy. Chúng ta xác tín rằng Chúa hằng hiện diện, đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời của chúng ta. Chúa luôn hoạt động và Chúa luôn mời gọi chúng ta tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Khi sống với niềm tin và sự xác tín ấy, chúng ta sẽ có được sự bình an của Chúa. Để rồi mỗi ngày chúng ta sẽ sống thanh thoát hơn, mỗi ngày chúng ta sẽ sống niềm vui hơn. Niềm vui vì có Đức Kitô phục sinh luôn hiện diện và đồng hành. Vui vì chúng ta tin rằng niềm vui ấy là niềm vui vĩnh cửu, niềm vui không ai có thể lấy mất. Ước gì chúng ta xin Chúa biến đổi và giúp chúng ta vượt qua những đêm tối của đức tin, để chúng ta mỗi ngày có được niềm tin và phó thác hơn trong mọi cảnh huống của cuộc đời của chúng ta, và ngang qua từng biến cố, từng giây phút, qua sự gặp gỡ với tha nhân, chúng ta có thể tuyên xưng như Thánh Tô-ma tông đồ ngày hôm nay. Đó là câu cửa miệng trong từng giây phút: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con tín thác vào Ngài. Amen.